Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Hướng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng chứng minh chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng. Hôm nay Phật tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ kính dâng lời tác bạch. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Hiện Tiền Chư Tôn Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hiền Đức. Hôm nay nhân pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão 2023 cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Phật tử chúng con vô cùng hân hoan cung kính chư Tôn Thiền Đức đã dành thời gian quý báu quang lâm pháp hội để chứng minh thuyết giảng Phật pháp và hướng dẫn Phật tử chúng con tu tập trong hai ngày. Chư tăng được tiêu biểu cho Phật pháp là hiện thân của tinh thần vô úy bi trí dũng, là ruột phước tối thắng của thế gian để cho chúng sinh gieo trồng phước đức. Chúng con cung kính lắng nghe lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Hàng Phật tử tại gia chúng con đặt niềm tình tín vào Tam Bảo, vào các Phật Thầy Sứ Giả Như Lai đã, đang và sẽ làm thăng hoa tiền đồ Phật giáo mãi ngoài, hôm nay và mãi mãi ngàn sau, giúp cho chúng sinh hữu duyên vơi bớt nỗi khổ niềm đau, được an lạc giải thoát. Đệ tử chúng con nhớ lời Thầy Tổ dạy, Phật pháp trường tồn là do tăng ni nghiêm trì giới luật, tòng lâm hưng thành là nhờ đàn na tiến thị pháp tâm. Nay nhân pháp hội tu học để báo đền trong muôn một ân đức sâu dày của Tam Bảo, của Thầy Tổ, ân cha mẹ, ân quốc gia, toàn thể Phật tử chúng con thành tâm thiết lễ trai nghi, tình tài, lễ phẩm, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và Hiện Tiền chư Tôn Đức. Lễ phẩm tuy đơn sơ khiêm tốn, nhưng với tất cả tấm lòng, chí thành, chí kính, như pháp cúng dường, ngưỡng mong trên quý ngài từ bi quan hệ nạp họ để cho toàn thể Phật tử chúng con và pháp giới chúng sinh được ấm trên công đức. Kính nguyện trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa Đại Đức, pháp thể khinh an, đạo quả viên thành. Nam mô Phước Trí Nhị Nguyên Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chú Bồ Tát.
Việt Từ Dung Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Trại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Già. Kính thưa quý nam nữ cư sĩ Phật tử dễ thương của đạo tràng Dược Sư Thất Châu hôm nay, thể theo truyền thống 2000 năm của Phật giáo Việt Nam, cũng như noi theo gương phụng sự hoằng dương giáo pháp của chư vị lịch đại tổ sư, chúng ta đang sống nơi hải ngoại này nhưng vẫn không quên cái nền văn hóa thuyền mô của Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua. Chư Tôn Đức Tăng cùng chư vị thiền nam tín nữ Phật tử đã thành tâm kiến lập đạo tràng Dược Sư Thất Châu, cũng như tổ chức khóa tu học ngày hôm nay, đó là một công đức vô vàng tối thanh. Mà hôm nay còn trong những ngày đầu của mùa xuân quý báu, Chư Tôn Đức Tăng Già đã đáp lời mời của ban tổ chức phân tập về ở đây đây để cùng tu học tụng kinh thuyết pháp với chư vị thiền nam tín nữ Phật tử. Vâng, theo lời Phật dạy, toàn thể quý Phật tử tại địa phương này đã thành tâm sắm sửa trai diêm dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong mười phương pháp giới. Chúng con thừa lệnh tăng sai, xin hoan hỷ thọ nhận phẩm vật cúng dường này, kính dâng lên mười phương chư Phật chứng minh, và nguyện cầu cho tất cả quý Phật tử cùng hữu quyến hiện tiền được tăng long phước thọ, đồng hồi hướng đến tất cả mọi công đức này đến cho tất cả quý vị hương linh tự huyền pháp tổ pháp thế phụ mẫu lục thân quyến thuộc của toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử, nương nhờ công đức này mà được siêu sanh cực lạc quốc, đồng hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, chư Thượng Tọa Đài Đức Tăng đã từ bi nạp thọ và chỉ dạy cho chúng con những lời vô cùng xúc động. Giờ đây đệ tử chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bảo. Cúng dường
Cùng đại chúng tôi